Trung tâm điện tử Phạm Quyết Audio, thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam xin được mến chào tất cả các bác. Và hôm nay thì là một buổi sáng ở của ngày 15 tháng 3 năm 2024. Thì trước mặt các bác là một cấu hình karaoke rất phù hợp với không gian gia đình, rơi vào tầm khoảng độ 25 đến 30 mét vuông. Và cấu hình này thì cũng rất phù hợp với các bác nào đang ở những căn nhà chung cư, thì nó rất là phù hợp. Đấy, vì nó có gồm là bởi 4 dòng sản phẩm nhá, 4 dòng sản phẩm. Và nó rất phù hợp, vừa các bác vừa nghe nhạc này, vừa hát karaoke. Và với một trong những cấu hình hôm nay thì Phạm Quyết Audio kết ghép lên là 4 sản phẩm trị giá chỉ có giá là 16.900.000, là các bác đã được sở hữu với những dòng sản phẩm cao cấp. Thì chi tiết dòng sản phẩm thì là dòng sản phẩm đầu tiên thì đó là một em đẩy hàng bãi đến từ thương hiệu DK LA600, chạy bằng 28 sò Toshiba, một trong những dòng đưa ra mạch NA thì các bác biết rồi, đưa ra những chất âm rất hay, tiếng rất sáng và hát karaoke rất là hay. Sản phẩm thứ hai đó là một em vang số DMX 5800. Dòng này thì như các bác biết nó chạy bằng hai nguồn các bác nhá, hai nguồn xuyến và chạy bằng 4 con chip của Mỹ. Nó đưa ra những chất âm cũng như là nọc âm rất là hay và có một vỉ trống hú đầy đủ những tính năng echo dở vợt, hát rất chi là ngọt ngào và đặc biệt là trống hú rất tốt các bác nhé. Dòng sản phẩm tiếp theo đó là một trong những một em đầu mic không dây của Shure UGX23 các bác nhé, UGX23. Dòng hàng Shure hát rất nhẹ và bay với 4 cần anten bắt sóng, hát rất nhẹ mic và tiếng mic đưa ra những lời bắt mic rất ấm, chép rất sáng và hát rất nhẹ và bay. Và sản phẩm cuối cùng, sản phẩm thứ tư đó là một cặp loa BMB với mã 450C lừng danh, hàng bãi các bác nhá. Đấy, các bác nhìn này, chép hai bên cực gấu luôn, cực gấu mèo, và sử dụng ở giữa em nó là một bát 25, rất chi xịn sò các bác nhìn. Nó sẽ rất phù hợp cho các bác nào vừa nghe nhạc này hay này mà lại hát karaoke cũng rất là ngọt ngào nữa. Ê căng thì phải nói là hàng bãi, nhưng mà nó với cái mức này là nó quá đẹp rồi. Đấy, rất đẹp, hàng bãi như thế này rất đẹp rồi các bác nhá. Đấy, nó rất là đẹp luôn, các bác nhìn này. Và bây giờ thì trung tâm sẽ test nhạc cũng như hát karaoke để các bác nghe đánh giá chất âm. Các bác nào cũng muốn sở hữu thì các bác alo cho bên Phạm Quyết Audio qua số điện thoại 0325004686 để kết bạn Zalo, sẽ vào các trang cá nhân của Phạm Quyết Audio để tìm hiểu tham khảo, cũng như các bác nào có thời gian cũng là các tỉnh lân cận là các bác đến thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam để các bác vào trải nghiệm cũng như mua sắm các bác nhé. Dạ vâng, và bây giờ thì trung tâm cũng sẽ lên nhạc. Trung tâm sẽ lên nhạc để các bác nghe đánh giá chất âm nhá. Đấy, thì ở vang số thì trung tâm đã điều chỉnh rất là ngọt ngào rồi. Và bây giờ nhạc lên các bác nào này, nhạc lên này.
Dạ vâng, phải nói là chất âm nghe những bản nhạc không đời thì đưa ra những chi tiết cực kỳ là tí tách, và đặc biệt là chi tiết nhá, rất là hay, nghe thì nó rất là êm tai, ngọt ngào. Và bây giờ trung tâm sẽ test một bản nhạc nha các bác nhá, test một bản nhạc một bản nhạc có nơi để các bác nghe đánh giá chất âm nhá các bác nhá. Đấy, nhạc lên này. Đấy, nhạc to lên này nhá. Một nhạc phẩm mang tựa đề Vân Vương Trợ Tình các bác nhá. Đã treo leo anh qua bao nhiêu suối đèo về đây với tình em. Anh đến với chợ tình xưa, chợ tình thương nhau đó, tìm em người con gái cả đời anh vẫn mong chờ. Nghiêng nghiêng ca đúng đôi chờ tình vui quá em ơi. Dạ vâng, và chi tiết những bản nhạc có lời, lời ca sĩ cũng rất là hay, cũng rất là sáng và rất là ấm áp và chi tiết. Và trung tâm sẽ xin được hát một đoạn karaoke để các bác nghe đánh giá chất âm chất mic của một cấu hình karaoke 4 dòng sản phẩm rất là cao cấp xịn sò. Giá chỉ có là 16.900.000 giá đa bao siêu toàn quốc, cũng như là các bác nào ở cách xa Hà Nam 100 km là trung tâm sẽ đến tận nhà để lắp đặt tại nhà cho các bác miễn phí các bác nhé. Đi mình hát rất nhẹ và bay ha. Chiều chiều chim dân kêu chiều, chú vân vương nhớ bạn con
thu lòng sao bay theo phương đỏ diêu hồng. Người ơi nhớ câu thề xưa, dù nắng hay mưa, dù nghèo hay khó, dù ai sang giàu cũng không bao giờ chia cắt đôi ta. Trong những cấu hình phải nói rất chi là ngọt ngào, hát rất là mượt mà. Và với một trong những cấu hình vừa nghe nhạc vừa hát cầu gây chỉ có là 16.900.000 giá đã vào siêu toàn quốc và lắp đặt tại nhà bán kính 100 km cách Hà Nam. Các bạn nào quan tâm thì alo cho bên Phạm Quyết Audio qua số điện thoại 0325004686 để được tư vấn thêm. Và các bác có thể đến tận cửa hàng tại thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam để trải nghiệm cũng mua sắm cho gia đình nhà mình những sản phẩm hàng chất lượng, hàng chính hãng và giá cả thì rất hợp lý. Cuối cùng xin được cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.